công bố quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện vùng 2 Hải quân. Sáng 25 tháng 9, tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, vùng 2 Hải quân tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện và đón nhận quân kỳ quyết thắng. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân chủ trì buổi lễ và thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quân kỳ quyết thắng cho Trung tâm. Thực hiện quyết định số 1371 trên QĐ BQP ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ khối tàu, khối binh chủng, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư xây dựng, tiến thẳng lên hiện đại. Những năm qua, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trong quân chủng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt. Một số cơ quan đơn vị được tổ chức lại, thành lập mới. Nhiều vũ khí trang bị hiện đại được đưa vào biên chế, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng. Trung tâm huấn luyện vùng 2 Hải quân được thành lập nhằm góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trên. Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở vật chất tại đơn vị. Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị phải quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết vượt qua khó khăn trong những ngày đầu thành lập, nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và huấn luyện, khai thác sử dụng có hiệu quả các trang bị kỹ thuật hiện có, tập trung bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện bằng cách cử đi học tập kinh nghiệm tại các trung tâm huấn luyện trong quân chủng, chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân.